Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video liên quan tới việc sử dụng bản đồ trong ngành logistics. Thì nói về bản đồ thì trước đây khá là lâu rồi thì mình đã từng làm một cái video chia sẻ về tầm quan trọng của việc sử dụng bản đồ trong ngành logistics. Video đó thì cũng là một trong những video đầu tiên mà mình làm, nên là lúc mà mình xem lại thì mình thấy lúc đó mình nói kiểu cũng hơi ngắt ngứ rồi giọng mình cũng nghe khá là ghê á, nhưng mà mình thấy nó vẫn rất là hữu ích cho các bạn sinh viên và các bạn trẻ muốn bước vào ngành này, nên hiện tại là mình vẫn để video đó public, thì các bạn có thể tìm lại video đó trong cái phần mô tả của video này nha. Quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay á, thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan tới cái việc là sử dụng rồi là ghi nhớ bản đồ như thế nào cho hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp một số cái tip nho nhỏ mà mình đã sử dụng trong suốt 9 năm mà mình gắn bó với ngành này. Thì mình biết rằng là không có nhiều người chia sẻ về việc sử dụng hay là về bản đồ trong ngành logistics, nhưng mà đối với riêng cá nhân mình á, thì kiến thức về địa lý và bản đồ thì nó giúp ích cho mình rất là nhiều trong công việc hàng ngày, và mình tin rằng là cái video này nó sẽ vẫn rất là hữu ích cho những bạn trẻ mà muốn tham gia vào ngành logistics. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái bản đồ mà công ty mình đã phát cho mỗi nhân viên. Thì nhiều bạn hỏi mình là làm sao có được những cái bản đồ kiểu này. Thực sự là các bạn chỉ cần ra những cái nhà sách, các hiệu sách, rồi mấy cái chỗ bán văn phẩm á, các bạn hỏi mua bản đồ thế giới hoặc là quả địa cầu á. Đối với mình thì mình vẫn thích dùng cái bản đồ phẳng, bản đồ giấy hơn, tại vì cái quả địa cầu mặc dù là nó giúp mình dễ tưởng tượng hơn, nhưng mà nó lại chiếm diện tích và chiếm không gian. Còn cái bản đồ giấy này thì các bạn chỉ cần dán lên là treo lên là nhìn được rồi. Thì nó chỉ là một cái bản đồ thế giới cơ bản thôi, chứ không phải là bản đồ cây trồng vật nuôi hay là bản đồ rừng lá kim, rừng tán rộng mà tụi mình hay học trong địa lý ngày xưa đâu. Nên là với lại mình nghĩ là nó cũng không có mắc tiền lắm, nên nếu mà các bạn sinh viên muốn mua bây giờ thì các bạn cũng có thể mua để mà dán lên trên cái góc học tập của các bạn đó. Bây giờ các bạn nhìn vào những cái bản đồ này á, thì mình tin là phía dưới này ở bất kỳ một cái bản đồ nào thì người ta cũng sẽ có ghi cái múi giờ ứng với từng châu lục, từng cái vùng địa lý khác nhau á. Thì vì sao mà các bạn phải biết múi giờ? Tại vì sau này khi mà các bạn đi làm với các đại lý nước ngoài thì các bạn phải biết là cái khung giờ làm việc của người ta là khung giờ nào, để mà các bạn gửi email hoặc là gọi điện thoại cho người ta. Mình lấy ví dụ là bây giờ là 9 giờ sáng ở Việt Nam chẳng hạn, thì đó là cái khoảng thời gian nghỉ ngơi của các bạn đại lý châu Âu hay là các bạn ở Mỹ. Thì nếu mà trong cái khoảng thời gian đó mà các bạn cứ hối người ta bằng email rồi gọi điện thì người ta cũng sẽ không có phản hồi, trừ những cái trường hợp mà kiểu mà dịch vụ 24 đến 7 thì mình không nói nha. Nhưng mà những cái khung thời gian làm việc bình thường, giờ hành chính á, thì trong khoảng thời gian đó người ta sẽ không trả lời các bạn đâu. Đó thì các bạn không cần phải biết chính xác là cái nước nào thì có cái múi giờ nào, mà các bạn chỉ cần biết tương đối thôi. Là ví dụ bây giờ 9 giờ sáng ở Việt Nam thì mấy giờ ở Mỹ, mấy giờ ở châu Âu, rồi là mấy giờ ở châu Phi, mấy giờ ở châu Đại Dương chẳng hạn. Chỉ cần biết tương đối như vậy là ok rồi. Tiếp theo là đối với những cái bạn mà sử dụng cái bản đồ giấy, bản đồ phẳng như mình á, thì các bạn phải tự tưởng tượng là cái thế giới của mình nó không có phẳng mà nó phải hình cầu như cái quả địa cầu vậy. Mình sẽ kiểu vòng lại như thế này cho các bạn dễ hình dung. Đó, nó sẽ như thế này, kiểu như vậy nha, nó sẽ như thế này. Đó thì các bạn phải hình dung ra như vậy là tại vì để các bạn xác định được cái lộ trình, cái đường đi á. Mình lấy ví dụ là khi mà các bạn muốn bay từ bên Nhật Bản, đây, từ bên Nhật Bản mà qua nước Mỹ chẳng hạn, thì Nhật Bản nó sẽ gần gần những cái thành phố mà thuộc cái bờ Tây của nước Mỹ, những cái thành phố ví dụ như là Seattle này, San Francisco này, rồi Los Angeles này, San Diego này, đó, cái bờ Tây của nước Mỹ. Ngược lại á, thì mình lấy ví dụ khác là từ những nước châu Âu này, những nước châu Âu và những nước mà Trung Đông mà bay qua cái bờ đông của nước Mỹ á, những cái thành phố ví dụ như là New York này, rồi là Washington DC này, rồi Boston này, đó, thì bay qua cái bờ 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 đông của nước Mỹ thì nó sẽ gọi là gần và nó thuận tiện, thuận cái đường bay hơn. Tiếp theo đó là mình sẽ học cách
chia nhỏ bản đồ thế giới. Thì thực sự là cái điều này thì mình mới học được khi mà sau mấy tháng mà mình đi làm và mình nhìn cái bảng giá có hàng không, thì mình thấy người ta cứ chia nhỏ theo những cái vùng địa lý khác nhau, ví dụ như là Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, hay thậm chí là trong nước Mỹ thì người ta chia ra là bờ Đông như thế nào, bờ Tây như thế nào, rồi châu Âu cũng vậy, châu Âu thì có Đông Âu, rồi là các nước vùng biển Baltic, rồi Tây Âu vân vân, rồi châu Á ví dụ như là các nước thuộc vùng Ấn Độ Dương, rồi Đông Á, Đông Nam Á đó. Thì mình xem cái cách người ta chia những cái vùng địa lý như thế nào thì mình cũng chia ra như vậy, mình cũng kiểu học từ các hãng không khác nhau á, và để mà mình biết được là những cái nước nào mà kiểu mà cùng một cái vùng địa lý như nhau á. Cái việc mà chia nhỏ bản đồ như vậy nó giúp mình kiểu nắm bắt được cái bản đồ thế giới rộng lớn, kiểu dễ thuộc cái bản đồ thế giới hơn á. Mình lấy ví dụ là bây giờ các bạn muốn sắp xếp một cái lô hàng từ Việt Nam đi Tokyo, Nhật Bản chẳng hạn, thì các bạn phải mường tượng trong đầu là Nhật Bản là thuộc vùng Đông Á, thì vùng Đông Á có những nước nào, đó là nước Hàn Quốc, rồi Trung Quốc, Nhật Bản. Thì ngoài việc các bạn check giá với các hãng không của Nhật Bản thì các bạn còn có thể check với những cái hãng không của Trung Quốc và của Hàn Quốc, cái giá và cái lộ trình bay của người ta nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ cạnh tranh hơn so với những cái hãng không mà phía dưới này, phía dưới Việt Nam này, đó là của Indonesia hay là của Úc chẳng hạn. Thì tất nhiên là mình biết là có những cái hãng không nó cũng sẽ có cái service, cái chuyến bay tới Nhật Bản, nhưng mà các bạn thấy là từ Việt Nam mà bay ngược xuống dưới Indonesia hay là dưới Úc, xong rồi bay vòng lên trên Nhật Bản, thì kiểu nó cái lộ trình nó sẽ dài hơn á, và nó sẽ không cạnh tranh bằng so với những cái hãng không của Hàn Quốc và của Trung Quốc. Ngoài ra khi mà các bạn biết được những cái vùng địa lý như vậy thì các bạn cũng sẽ biết những cái vùng kinh tế và những cái vùng chính trị tương đương, và các bạn biết được cái hành trình đi của một cái lô hàng của mình như thế nào, để mà khi mà mình lấy ví dụ là thế giới xảy ra những cái biến động như là chiến tranh rồi là thiên tai này kia, thì nếu mà hàng của bạn chưa xuất chưa nhập thì các bạn phải biết làm việc và chọn những cái hãng tàu, những cái hãng không mà để có những cái lộ trình mà kiểu né những cái vùng biến động đó để đảm bảo an toàn cho hàng hóa của các bạn. Hoặc nếu mà hàng hóa các bạn đang trong cái quá trình vận chuyển rồi thì các bạn phải biết là liên hệ với hãng tàu hàng không để mà làm sao tìm cái phương án mà chọn một cái lộ trình khác, hoặc là tìm cái cách giải quyết nhanh chóng nhất, mình nói ví dụ như vậy. Thực sự nếu mà các bạn xem cái bản đồ thế giới hàng ngày và các bạn chia nhỏ ra từng cái vùng địa lý như mình nói á, thì qua một cái thời gian các bạn cũng sẽ hình dung ra được là cái vùng địa lý đó bao gồm những cái nước nào, rồi nó ở cái vị trí nào ở trên bản đồ. Nhưng mà khi mà các bạn muốn xem từng nước á, thì thực sự là nó cũng khá là nhỏ. Nên nếu mà các bạn muốn xem rõ hơn những cái vùng hay là những cái nước nào thì các bạn có thể lên mạng tìm những cái bản đồ phóng to của cái vùng đó, của cái nước đó, rồi các bạn in ra, mình nghĩ là in ra cái khổ giấy A4 là đủ rồi, rồi các bạn dán trên cái góc học tập hay là trên cái bàn làm việc của các bạn. Mình lấy ví dụ là trên bàn làm việc của mình á, thì có một cái bản đồ châu Âu và một cái bản đồ nước Mỹ để mình cho các bạn xem. Thì đây là cái bàn làm việc của mình từ ngoài vào trong. Mình sẽ zoom vào trong cho các bạn xem là hai cái bản đồ châu Âu và bản đồ nước Mỹ mà mình đã in ra nha. Đầu tiên thì mình tới với cái bản đồ của châu Âu á, thì các bạn zoom ra làm sao mà các bạn có thể thấy được những cái thành phố, những cái sân bay hay những cái cảng biển lớn ở châu Âu. Rồi các bạn, nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể ghi ra cái code của các sân bay, các cảng biển lên đây. Mình thì mình thuộc cũng khá khá rồi cho nên là mình không có ghi lên nữa. Còn đối với cái bản đồ nước Mỹ á, thì tất nhiên là các bạn không thể nào mà zoom được tất cả các sân bay được, nên là chủ yếu mình thấy các bang thôi, và chủ yếu là thấy bờ Tây và bờ Đông của nước Mỹ. Mình cũng có nốt một số cái sân bay chính của nước Mỹ lên trên đây. Còn trong cái phần Trung Mỹ thì các bạn, nếu mà các bạn muốn nốt thì các bạn cũng có thể ghi các code sân bay lên trên này. Đó, nói chung là đây chỉ là hai cái bản đồ rất bình thường mà mình thấy là các bạn in lên trên cái khổ giấy A4 in ngang, và sau đó các bạn dán lên trên cái bàn làm việc, thì hàng ngày khi mà các bạn nhìn vào thì các bạn cũng thuộc và biết được vị trí của kha khá sân bay ở châu Âu.
và ở nước Mỹ. Vậy thôi. Ok, thì đó là một số cái tip nho nhỏ chia sẻ về cách mình sử dụng bản đồ trong công việc hàng ngày. Ngoài ra nữa thì mình cũng đã từng chia sẻ và recommend một cái trang rất là hữu ích, đó là trang timeanddate.com. Thì trên cái trang này á sẽ chia sẻ những cái ví dụ như là múi giờ này, rồi vị trí của các nước này, các sân bay chính này kia. Các bạn cứ lên đó các bạn mò mẫm từ từ á, thì nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức địa lý rất là hay ho. Còn đối với cá nhân mình thì mình vẫn thích gọi là treo bản đồ và in cái bản đồ giấy ra, tại vì mình có một cái sở thích cá nhân là mình rất rất là thích xem bản đồ, và cái việc xem bản đồ nó giúp mình giảm stress hơn rất là nhiều, kiểu như là mình cảm thấy là mình rất là nhỏ bé và trên thế giới thì có rất là nhiều nước, nhiều vùng khác nhau cho mình khám phá. Mình nghĩ là các bạn có thể thử treo bản đồ thế giới trong một thời gian ở cái góc tập hay góc làm việc của bạn, thì các bạn sẽ cảm nhận được như mình. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây, và nếu mà bạn nào có những cái tip hay ho khác chia sẻ về cái cách ghi nhớ bản đồ thì các bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới cái video này nha. Và mình cảm ơn các bạn đã xem và đã đồng hành với mình. Mình là Giang và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!